Tối qua, 31 tháng 10, diễn viên Hiếu Nguyễn tiết lộ trên trang cá nhân anh vừa thoát chết trong thảm kịch dẫm đạp ở khu Itaewon, Hàn Quốc xảy ra vào đêm 29 tháng 10. Trên bài đăng anh chia sẻ, dù đã hạ cánh về Việt Nam, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, anh vẫn thấy cảnh tượng đó hiện lên trong đầu. Thậm chí anh chưa dám đọc tin tức, chưa dám nghe báo đài vì bị ám ảnh bởi những thứ mắt thấy, tai nghe. Anh nhớ lại, khi ấy, tôi và bạn bè quyết định tới Itaewon để tận hưởng không khí lễ hội Halloween, đi được một lúc thì dòng người trở nên tấp nập. Lúc đó khoảng 21 giờ, chúng tôi rẽ vào một quán nước chơi, dòng người trước mặt tôi ngày càng đông đúc hơn, họ bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau, tiếng la hét càng ngày càng lớn, đừng có đẩy nữa là chết bây giờ. Tôi ngập thở quá, là những thứ mà Hiếu nghe được, nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn, Hiếu vận động cả nhóm chạy ra khỏi Itaewon ngay, cảnh tượng hỗn loạn cứ thế diễn ra cho tới khi lực lượng chức năng bắt đầu vào cuộc. Tiếng la hét bắt đầu hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Cảm giác như thể Hiếu đang đứng trước cửa địa ngục vậy. Thoát chết sau thảm kịch ở Itaewon, Hiếu Nguyễn cho biết anh nhận thức được rằng khi tham gia các lễ hội đông người, mỗi cá nhân cần biết quan sát, phán đoán được mức độ nguy hiểm để không bị lôi cuốn vào dòng người đông nghịt trước mặt. Hiếu Nguyễn là một diễn viên tài năng của điện ảnh Việt. Anh góp mặt trong một số bộ phim như Hương Ga, Ám Ảnh, Thạch Xanh, Quyên, Bộ Ba Rắc Rối,